kita kerja. Đi ngang được rồi, đi ngang đi dọc đi tùy. Quá chưa? Rồi đây là cái trứng ngỗng khổng lồ bằng cái đầu của ngò luôn. À, quay gần cái đầu chưa? Chưa. Rồi bây giờ là một đầu to, một đầu nhỏ, đầu này đầu đầu bự. Cho trứng ra phải khuấy đều cho nó tan lòng đỏ và cái lòng trắng, sau đó chúng ta sẽ là để giữ nguyên được cái vỏ thì chúng ta là làm những cái việc khác nữa. À, như vậy đây là cái trứng ra đều để như vậy thì nó không có ra được nhiều, cho nên là chúng ta phải là dùng cái biện pháp là thổi cho trứng ra đều nó mới ra được. Chứ còn lòng đỏ cho em muốn có như vậy thì chúng ta phải quay cho nó đều, cho nó cái lòng đỏ nó tan ra. Cái trứng này thì 1,5 kg, à 1,5 kg này thì cho 10 người ăn, và cái này thì chúng ta luộc được, còn cái này là chúng ta đem chiên. Quay lại gần cho thầy trứng này quay. Rồi quay rồi. À. Cho thầy trứng quay cái này gần thầy trứng nhiều. Cái này là mới có nửa trứng, còn mà bỏ hết là nó phải đầy cái tô này. Bây giờ chắc là cho đầy hết là để một nửa, đây là để cắt qua tủ lạnh. Lấy hết luôn hả? Cái cây không? Bằng thời gian tuyệt vời.
Đó, như vậy là một cái trứng quầy là nó đầy một tô luôn. Thì chúng ta sẽ là chế biến các cái món là trứng đà điểu. Này chúng ta lấy được nguyên cái vỏ trứng này đó, chúng ta sẽ là cắt hoặc là chúng ta vẽ lên cái trứng đà điểu để giữ nguyên được cái vỏ trứng đà điểu. À, vừa rồi là cái cách mà để mà lấy cái ruột trứng đà điểu ra khỏi cái vỏ, để chúng ta lấy cái vỏ này chúng ta sử dụng các cái việc khác nữa. Quay cho thầy cái vỏ trứng, thấy không thầy, thấy bưa không? Rồi quay cho thầy là cái sản phẩm nó cuối cùng là được một tô trứng này. Thì chúng ta sẽ là nếu mà chúng ta ăn không hết thì chúng ta sẽ là chế biến một nửa, còn một nửa là chúng ta sẽ bỏ tủ lạnh để hôm sau chúng ta sẽ là chế biến tiếp. Đó, còn cái lỗ này một thì chúng ta sẽ giãn nó lại, để chúng ta cho hai nữa là cách thứ hai nữa là chúng ta sẽ là lấy cưa sắt, chúng ta sẽ cưa cái phần dưới này để chúng ta sẽ giảm lên, là chúng ta sẽ làm được cái phần là tăng kỹ trên nhà rất là đẹp. Đó, cái này đập của đầu có thể là chấn thương sọ não. À, còn cái trứng này rất là dày, cái này còn rất là nặng, nếu mà đập vô đầu thì sẽ chấn thương sọ não, và chúng ta trứng này rất là dày. Rồi chào mừng.